Thưa quý vị, thời gian gần đây giá heo hơi liên tục tăng cao và hiện đang giữ ở mức ổn định từ 64 đến 66 ngàn đồng một ký, giúp cho người chăn nuôi tại Bà Rịa Vũng Tàu phấn khởi tái đàn. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo hơi tăng trên 60.000 đồng một ký, có thời điểm cận kề 70.000 đồng một ký, trong khi giá cám giảm giúp người chăn nuôi heo thu lợi nhuận đáng kể. Như gia đình anh Tài, trung bình một con heo 100 ký xuất chuồng sau khi trừ chi phí lãi hơn 1 triệu đồng. Trong cái giá heo này thì nó cũng sẽ bình ổn cho người chăn nuôi. Thì người chăn nuôi cũng có thể là sẽ có lời được và nó sẽ người ta cũng có thể là tăng đàn phát triển sản xuất được. Còn mà so với chữ kia thì giá nó quá thấp, vẫn quá bấp bênh này, nó không được tốt. Bây giờ so ra người chăn nuôi như vậy là cũng gọi là tạm ổn được. Trại heo này nuôi hơn 200 con heo thịt, giá heo hơi dao động quanh mức 64.000 đến 66.000 đồng một ký, cao hơn 10.000 đồng một ký so với thời điểm cuối năm ngoái, đang giúp chủ trang trại có lãi gần 150 triệu đồng mỗi lứa, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ. Đối với giá heo hiện tại, tầm giá tầm 65 hoặc ở mức là 60 thì người chăn nuôi vẫn có lãi, thì có thể là đạt lợi nhuận 1 triệu một con. Đáp theo cái giá hiện nay thì bà con có động lực để mở rộng quy mô đàn từ nay tới cuối năm. Hiện, tổng đàn heo của tỉnh gần 404.000 con, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ngành nông nghiệp, với giá bán hiện tại, việc chăn nuôi heo đang sinh lãi, giúp người nuôi yên tâm đầu tư, mạnh dạn tái đàn, mở rộng quy mô. Để việc chăn nuôi phát triển ổn định và bảo đảm lợi ích kinh tế, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cẩn trọng trong việc tái đàn, tăng đàn phù hợp, không nên mở rộng ồ ạt. Song song đó, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên đàn heo để tránh rủi ro kép về dịch bệnh và giá cả.